Xin chào tất cả mọi người, hiện tại team Fuji đang đi giao mẫu ghế FC999 cho nhà cô Oanh, địa chỉ Phú Thọ. Mọi người hãy cùng team đi giao và lắp đặt chiếc ghế FC999 này nhé. Bên mình đã hoàn tất thủ tục lắp đặt chiếc ghế FC999 và mang chiếc ghế lên trên tầng 2 cho nhà cô chú. Như mọi người thấy thì xung quanh là không gian nội thất của nhà cô chú cùng với chiếc ghế FC999 để cô chú mỗi khi buổi tối sau giờ làm việc có thể thư giãn trên chiếc ghế. Đó. Ghế massage FC999 bên mình là một sản phẩm ghế massage không chỉ dành cho mọi gia đình là một chiếc ghế quốc dân mà còn dành cho dân văn phòng với khả năng đánh tan những cơn đau mỏi mà dân văn phòng hay gặp phải như là vùng cổ vai gáy, vùng thắt lưng và lưng dưới. Nó còn giúp bạn chăm sóc đôi chân rất là tỉ mỉ và chi tiết. Và bên cạnh đó là thiết kế hiện đại sang trọng, sẽ chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho văn phòng hay là không gian nội thất và phòng khách cũng như là phòng ngủ của bạn. Mình sẽ giới thiệu chung về chiếc ghế massage FC999 cho mọi người cùng biết nhé. Là một chiếc ghế massage lưng kết hợp với máy massage chân. Ghế massage toàn thân sẽ làm phương pháp tuyệt vời để giải tỏa những cơn đau mỏi trên cơ thể của bạn. Đó. Một chiếc ghế massage sẽ là công cụ giúp thư giãn nhẹ nhàng sau những giờ làm việc liên tục. Và với thiết kế thanh lịch, màu sắc và kiểu dáng sang trọng, FC999 dường như là được tạo ra dành cho mọi gia đình và văn phòng cũng như là dành cho mọi người đều có thể sử dụng được. Mọi người thấy thì chiếc ghế FC999 cũng được trải dài, túi khí được trải dài từ vùng vai, cánh tay, bắp chân và gan bàn chân. Đó chính là những chiếc ôm ấm áp đến từ túi khí được phân bổ toàn thân. Những hệ thống này hoạt động với khả năng là bơm nén xả khí và phù hợp với thể trạng của từng người dùng, từng người lên ngồi chiếc ghế massage đó. Massage chân với sự kết hợp nhịp nhàng của túi khí bắp chân và bi lăn bàn chân giúp kích thích sâu vào bắp chân, cổ chân, bàn chân và giúp bạn đi lại nhẹ nhàng hơn, tăng cường lưu thông máu, là bài tập hữu hiệu cho những người hay ngồi và ít vận động. Đó. Ngoài ra, quyền lợi khi mà bạn mua chiếc ghế massage FC999 bên mình không chỉ là sở hữu một sản phẩm chăm sóc sức khỏe ưu việt, mà khi trở thành khách hàng của Fury, bạn còn được hưởng những ưu đãi cực lớn và nhiều quà tặng hấp dẫn và hậu mãi chỉ dành riêng cho khách hàng của Fury, Luxury và Fury Care. Và khi mua ghế massage Fury FC999, bạn sẽ được miễn phí dùng thử 2 ngày tại nhà và mua ghế massage bạn có thể được trả góp lãi suất 0 đồng và không cần thế chấp tài sản. Bạn còn được miễn phí vận chuyển và lắp đặt toàn quốc. Với mẫu ghế FC999 bên mình được bảo hành 2 năm về da, 6 năm về máy và bảo trì trọn đời. 6 tháng một lần thì bên mình sẽ có kỹ thuật đến để tra dầu mỡ và cũng như là kiểm tra ghế có được hoạt động trơn tru và như lúc ban đầu không. Và khi mà trong quá trình sử dụng ghế mà có vấn đề gì về ghế thì bạn có thể liên hệ với bên mình để có thể trong 24 giờ thì kỹ thuật sẽ đến tại nhà bạn để khắc phục cái vấn đề đó của ghế. Đó. Chúng ta còn có thể nâng cấp đời máy và không phải chịu phí hao mòn trong vòng 1 năm. Thì mọi người hết sức là yên tâm khi mà trao cơ hội cho Fuji cũng như là tất cả team của Chu Quang Huy. Đó. Và tự tin đưa đến hàng nghìn người tiêu dùng sản phẩm chất lượng hàng đầu trên thị trường. Điều này chính là cơ sở của chế độ bảo hành lên tới 6 năm cùng với bảo trì bảo dưỡng trọn đời. Đó. Như cô Oanh cũng chia sẻ là cô cũng đến khi mà cô đi rất nhiều các hãng ghế để trải nghiệm cũng như là để ngồi thử trải nghiệm trực tiếp. Thì sau khi mà cô đến với chi nhánh 1169 Đại Lộ Hùng Vương, Việt Trì Tiên Cát, Việt Trì Phú Thọ thì đã được các bạn nhân viên hướng dẫn cho cô sản phẩm chiếc ghế FC999. Sau một lần ngồi thì cô đã ưng ý và đã đưa ra quyết định để mua chiếc ghế FC999 để làm người bạn đồng hành và chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Đó. Như mọi người, nếu mọi người quan tâm về các sản phẩm ghế massage của Fury Luxury và Fury Care, mọi người có thể
đến các showroom gần nhất của Furi Luxury và Furi Care để có thể trải nghiệm các mẫu ghế massage bên mình, hoặc liên hệ trực tiếp theo số hotline 1900 866 685 để được các bạn nhân viên, chuyên viên tư vấn cho mọi người sản phẩm phù hợp nhất với gia đình đó. Và mọi người có thể tìm kiếm trên các fanpage Chu Quang Huy hoặc là YouTube Chu Quang Huy để được các bạn tư vấn online và sản phẩm phù hợp với tất cả mọi người. Bên mình đã hoàn tất thủ tục lắp đặt chiếc ghế FC99 và hướng dẫn cho cô chú để sử dụng bảng điều khiển. Thì sau đây mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau. Xin chào!